Và tiếp theo chương trình, xin mời các quý vị thưởng thức giọng ca của nữ ca sĩ Thùy Dương. Hát hay quá, hát lại đi. Quá xinh. Ôi giời, lúc nặng nhưng mà đuổi. Em yêu anh. Giờ nợ. Có mỗi bài suốt ngày chiếu. Chị, ai đang hát thế em? Dường hát nốt bài này là đến lượt chị đấy. Chị nhanh vào đưa đĩa đi. Cảm ơn em. Ừ, đi nhá. Vâng. Alo. Giờ này còn chưa đến à? Làm ăn kiểu gì thế? Dạ vâng, em đến ngay đây ạ. Anh ơi, đi nhanh hộ em với. Đi đâu về muộn thế em? Em ơi, không qua đêm mà em. Đi bọn anh đi em. Ui, cần phải cấm chúng mày ạ. Chúng mày vừa nói cái gì? Hóa ra là cũng biết nói à. Sặc sỡ này thì bắt mắt lắm. Chồng mắt xanh mỏ đỏ thế này thì giống như... như gì? Đích thị là bướm đêm rồi. Cái con danh này. Ôi con này lão. Nghe cho rõ này mấy anh trai. Tôi là ai thì kệ tôi. Alo, đấy có phải là số máy 0988 327123? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Anh có thể cho tôi xin lại chiếc điện thoại này được không? Đêm hôm thế này xin lại à? Có dễ quá không? Xin lỗi, tôi là chủ nhân của chiếc điện thoại này. Tôi bị rơi và tôi muốn chuộc lại. Anh có thể giúp tôi được không? Có vẻ hơi khó đấy. Đêm hôm khuya khoắt thế này. Chẳng có gì là khó cả. Anh ở đâu? Để tôi đi lấy. Tôi không biết cô có thể tới đây được hay không. Bởi vì cần phải có thêm một vài điều kiện nữa đấy. Điều kiện gì? Nấu cho tôi một bữa cơm thật ngon. Nhưng tôi chưa bao giờ nấu. Tùy cô. Tôi sẽ cho cô địa chỉ vào sáng ngày mai ở nhà tôi. Ok. Làm sao tôi có thể nấu được cơ chứ? Thank you.
Chị ơi, chị cho em hỏi nhà số 14A1 ở đâu ạ? Ở đằng kia. Em đi thẳng rẽ phải. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Ừ, không có gì. Toàn nhà to thế này, không biết nhà hắn là cái ngôi biệt thự nào nữa. Anh cho hỏi về chiếc điện thoại à? Cô quả là đúng hẹn. Nguyên vẹn nhé. Mới gọi đúng một cuộc đến nhà cô. Cảm ơn anh. Tôi cũng không biết mình để quên ở đâu nữa. Ở trước cửa quán Hồ Gươm Xanh, sầu thứ hai. Ơ kìa anh, còn cái này. Tôi quên rồi. Mà cô còn nợ tôi nhiều lắm đấy. Vậy anh có thể mời tôi vào nhà được không? Mời cô vào. Bài hát của tôi. Có phải anh không? Anh có phải là người đã tặng tôi bài hát này không? Anh đã viết tặng tôi bài hát này mà không hề cho tôi biết anh là ai. Mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa, mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh. Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay,
vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế, dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao. Người hãy, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu, hãy yêu thương để có nhau mãi về sau. Người yêu nhé, nhìn em lần nữa, ước một đời sẽ mãi bên nhau. Và em sẽ nhìn anh và cái chân của Thắng với cái mặt của Thắng đánh đàn với cái chân của Thắng đánh nhau. Nhà hết rồi. Ok, máy quay. Anh Thắng. Mất lúc tốt quá. Người tao khịt mũi thì con này nó tưởng tao cười, thế là nó cười là tao cười theo. Anh bị viêm xoang em, anh bị viêm xoang em biết không? Anh rất là phải khịt không, mũi. Cái nó khịt mũi bùng anh ấy to, nó khịt ra là bình. Rồi. Khịt mũi cái này. Bà nào? Ở đâu? Con danh này. Con này là con này là nước làm gì đây? Ai đang hát thế? Cắt, lâu quá.